Rồi, hello anh em nha. Thì một ngày nào gần đây tất cả anh em mình gặp con SI 2019 2020 như thế này. Vào vấn đề bật khóa điện em trai. Rồi, nghe tiếng bơm xăng. Đồng thời đèn y sáng luôn và đề. Rồi. Không nổ và em bật khóa điện tắt lại. Rồi, nghe tiếng bơm xăng mà đề bị mất điện cao áp thì lúc đấy anh em hãy kiểm tra cho mình cái cảm biến góc nghiêng này. Nhớ nhá, nhớ kiểm tra cảm biến góc nghiêng này. Rồi em rút cảm biến góc nghiêng này ra. Thì anh em hãy đo cho mình nhìn cái rắc quay vào đối diện mặt này. Cái dây màu sân biển sọc đen là cái dây mát chung của những cảm biến. Và cái dây màu sân biển bên phải đây là cái dây nguồn 5V từ xe cấp. Và khi mát và nguồn 5V đã đến cảm biến góc nghiêng thì cảm biến góc nghiêng sẽ cấp về lại IC một dòng điện áp cực kỳ nhỏ, có khoảng 500mV, là nửa vôn nha anh em. Đấy, có khoảng 500, 400 mấy cho tới khoảng 600 mấy là xe tự động sẽ nổ. Thì lúc đấy anh em không có gì, thì anh em có bộ giả lập giống mình đây. Thì anh em vặn ngay ở nấc ở giữa có khoảng 500mV như thế này. Đấy, 500, 0 cho tới 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, các bạn vặn về nửa vôn. Thì anh em sẽ lúc đấy sẽ tắt khóa điện. Em tắt khóa điện đi. Rồi, chúng ta thao tác cắm cái dây tín hiệu ở bộ giả lập của Đình Tuấn vào dây ở giữa chùa SI. Chân ở giữa nha anh em, chân tín hiệu cắm sâu vào. Rồi, đồng thời chúng ta bật khóa điện lên. Rồi, kích hoạt nổ. Đấy, rất ok. Và đồng thời cái đèn này ấy thì luôn luôn Air Center 2019-20 thì các anh em muốn xóa được cái lỗi trên FI này, khi động cơ nổ máy mà không có lỗi làm gì thì các bạn phải có máy nhá, phải có máy chúng ta mới xóa được cái lỗi này trên con SI. Rồi, đấy, vấn đề là như vậy. Anh em lưu ý, hãy chúng ta hãy dùng bộ giả lập cho Tuấn là cái điện áp giá trị có khoảng 500mV, là nửa vôn, thì xe này tự động sẽ nổ. Thì lúc đấy chúng ta tính toán ra, chúng ta đi thay cảm biến góc nghiêng nhá anh em, nhớ nha mọi người. Ok, chúc tất cả anh em thành công.